17. Chúng ta có huy chương vàng đầu tiên tại Thế vận hội. Nếu như mình vẫn còn đam mê và yêu thích thì sẽ không từ bỏ cái niềm đam mê đấy. Đã có đam mê và có một cái đích đến cụ thể thì khách sẽ có nhiều con đường dẫn đến cái đích đến đó. Mẹ muốn rằng là sau này dù có mẹ có mất ấy, thì con cũng dũng cảm đối diện với nó. Bây mẹ nhé, bây hôm mẹ nhé, bây hôm mẹ nhé, bây hôm mẹ nhé. Trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao, chẳng đường nào trời bước. Chúc mừng năm mới 2017. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình đầu tiên của Chuyển động 24 giờ trong năm mới. Và tôi là Hạnh Phúc. Chủ nhật đầu tiên, ngày đầu tiên của năm mới, quý vị thức dậy và khởi động cho một năm mới như thế nào ạ? Tôi tin là ngày hôm nay, quý vị sẽ có thật nhiều thời gian để lên kế hoạch cho cả một năm dài. Sẽ cần thật nhiều năng lượng và cả cảm hứng nữa để có thể suy nghĩ cho thật tốt. Và tôi tin là biên tập viên Thành Vũ ngay sau đây cùng với những câu chuyện của mình sẽ truyền thêm cảm hứng cho quý vị trong ngày đầu tiên của năm mới trong Chuyển động 24 giờ. Xin mời anh. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hơn 11 tiếng của năm mới đã bắt đầu với nhiều niềm hứng khởi. Sáng nay, ai là người khiến quý vị mỉm cười? Những buồn chán qua đi đôi khi chỉ bởi một câu nói, bởi một cái nắm tay, bởi một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Trong ngày đầu năm mới, ôn cố tri tân và chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những dấu ấn giản dị mà ấm áp với những nhân vật truyền cảm hứng cho quý vị trong suốt một năm qua. Những bình chọn riêng có trên Chuyển động 24 giờ. Thưa quý vị, trên các trang báo của năm 2016, bên cạnh những tin nóng, những mảng màu tối là những khoảnh khắc đẹp được nâng niu ghi lại. Không phải vì 2016 có nhiều hành động đẹp hơn để nhắc tới, có nhiều câu chuyện đẹp hơn để kể ra, mà vì 2016 chúng ta quan tâm và nỗ lực hơn để lan tỏa niềm tin trong xã hội. Và hôm nay, hãy cùng chúng tôi chọn ra gương mặt tiêu biểu nhất ở những hạng mục danh giá, những nhân vật truyền cảm hứng được bình chọn để trở thành quán quân truyền cảm hứng 2016 của Chuyển động 24 giờ. Của ban nhạc Bức Tường cũng là 22 năm những lời ca, chất giọng đầy sức sống của Trần Lập đã vang lên và đi vào tâm trí hàng triệu người Việt Nam. Chào tạm biệt người đàn ông có tâm hồn của đá và trái tim đẹp như bông hồng thủy tinh, người chiến binh sống một đời để truyền lửa. Lần đầu tiên trong lịch sử tại các kỳ Thế vận hội mùa hè, Hoàng Xuân Vinh, một vận động viên Việt Nam đã được đứng trên bục xếp hạng cao nhất. Bằng sự bền bỉ vững chãi, Hoàng Xuân Vinh đã học cách sống chung với những điểm yếu, tìm ra cách vượt qua chúng và đã thành công. Một người đàn ông bình thường làm nên những điều phi thường. 5 giờ đồng hồ dầm mình dưới dòng nước lũ, 4 cô giáo trường mầm non An Hiệp, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã cứu sống những học sinh của mình. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, các cô đều chỉ mong sao 15 đứa trẻ không bị lạnh và ướt, chẳng ai màng đến sống chết của bản thân. Những cô giáo anh hùng. Ước vọng được nhìn thấy con đã không thành hiện thực. Bị ung thư phổi giai đoạn cuối, người phụ nữ này từ chối điều trị hóa chất kéo dài sự sống để cứu đứa con trong bụng. Người mẹ vĩ đại đó là nữ chiến sĩ công an tỉnh Hà Tĩnh, Đậu Thị Huyền Trâm, 25 tuổi. Để tìm ra được một nhân vật tiêu biểu nhất với câu chuyện truyền cảm hứng nhất, phóng viên của chúng tôi đã xuống phố thực hiện một cuộc khảo sát. Chúng tôi tin rằng đáp án sẽ là chuẩn xác nhất khi nó bước ra từ chính nhịp sống hàng ngày, chứ chẳng ở đâu ra. Thực sự thì không có ai truyền cho mình. Dạ không. Dạ. Mình cũng chưa tham khảo mới, chưa để ý lắm. Truyền cảm hứng à? Truyền cảm hứng thì em không có ai hay không có nhân vật nào ạ. Chúng tôi đã thất bại trong việc tìm kiếm nhân vật truyền cảm hứng nhất. Lý do thì như quý vị đã thấy, làm sao có thể so sánh lòng tốt, làm sao có thể cân đong được cảm xúc tin yêu. Chúng tôi đã đặt một câu hỏi sai. Chính vì thế, chúng tôi không còn mải miết tìm kiếm những thứ nhất và duy nhất nữa. Quán quân 2016 của Chuyển động 24 giờ bây giờ sẽ được thêm chữ những. Vâng, những quán quân truyền cảm hứng 2016 của Chuyển động 24 giờ.
Nụ cười chiến thắng là món quà đẹp nhất dành tặng chính bản thân và người hâm mộ. 16 năm kể từ khi Việt Nam tham dự Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic, tấm huy chương vàng đầu tiên đã được trao và một kỷ lục thế giới mới bị phá vỡ. Người làm nên kỳ tích vĩ đại đó là một lực sĩ cử tạ khuyết tật, anh Lê Văn Công. Tiếng hát của Họa Mi Tóc Nâu đã đổi lại những nụ cười của những người kém may mắn trong đêm Giáng sinh. Đây là màn song ca vô cùng đặc biệt, ca sĩ Mỹ Tâm chỉ tình cờ đi ngang qua, dừng lại và lên sân khấu giao lưu. Clip này đã được một khán giả ghi lại và được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nụ cười ấm lòng của trẻ em sau bão lũ. Dù sinh hoạt trong điều kiện cực kỳ khó khăn, nhưng em nhỏ nơi đây vẫn bừng lên sức sống mãnh liệt và ước mơ tương lai tươi sáng. Vâng, có khó gì đâu một nụ cười khi mà nó không chỉ khiến nguồn năng lượng tích cực của chúng ta được truyền đi, mà theo một nghiên cứu tại Hoa Kỳ thì cười 10 phút có lợi ích cho sức khỏe tim mạch ngang bằng với 3 lần tập thể dục, mỗi lần là 30 phút. Một vị bác sĩ tên là Onis cũng từng viết một ý thoạt nghe rất hài hước nhưng khá ý nhị như thế này. Nếu bạn bị viêm khớp, xin đừng lo, cứ nhìn vào khớp mà cười ha hả một chốc là sẽ không còn đau nữa. Vậy này hà chi mà không chia sẻ nụ cười tới mọi người. Cũng như thế, có những hành trình vẫn trao đi yêu thương, sự tử tế mỗi ngày. Đi bộ 1.750 km từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, 12.000 tủ sách ra đời, anh Nguyễn Quang Thạch, 41 tuổi đã có 20 năm kiên trì theo đuổi chương trình sách hóa nông thôn. Anh cùng chương trình sách hóa nông thôn của mình đã đạt giải vua Sê Rông về xóa mù chữ của UNESCO năm 2016. Thiếu thốn, bị hoài nghi, chế giễu và có lúc nản lòng, không khó khăn nào anh Thạch chưa trải qua. Nhưng chưa bao giờ hành trình truyền cảm hứng đọc sách tới mọi người ngơi nghỉ trong anh. Mình luôn tìm kiếm những cái cánh cửa trường đại học danh giá thế giới Harvard đã mở ra, chào đón Trần Thị Diệu Liên, cô sinh viên sinh năm 1997, con của người mẹ lao công và người cha làm biển quảng cáo ở Sài Gòn. Những cố gắng không ngừng của Liên, của ba mẹ, của những trải nghiệm không chỉ qua sách vở đã giúp em chạm tay vào cánh cửa Harvard như thế. Chinh phục đỉnh núi Phan Xipang 3.046m chỉ sau 14 ngày điều trị hóa chất, 4 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư, đó chính là chị Bùi Thu Thủy, 30 tuổi. Trong hành trình chinh phục hơn 3.000m của đỉnh núi cao nhất Việt Nam, chị Thủy luôn tự nhủ phải mạnh mẽ vượt lên chính mình để tặng cậu con trai bài học về nghị lực sống. Hành trình ấy đã truyền tới mọi người một thông điệp: hãy sống hết mình để khi bạn ra đi vẫn có thể mỉm cười. Những nhân vật truyền cảm hứng, những nụ cười, những hành trình truyền cảm hứng không chỉ xuất phát từ những vĩ nhân. Họ là những con người rất bình dị ở xung quanh chúng ta. Một người thầy giáo, một người lao công, một bà mẹ, một người đi xin sách. Họ có thể là bất kỳ ai, nhưng hành động và nhân cách của họ hâm nóng chúng ta nguồn năng lượng sống tích cực. Và với riêng bạn, ai là người truyền cảm hứng của riêng mình? Với mình là bố mẹ mình truyền cảm hứng cho mình nhiều nhất. Người truyền cảm hứng cho tớ là sếp tớ. Bao giờ bà xã cũng là truyền cảm hứng nhiều nhất. Khi bác đi làm về thì nhiều khi là bác gái ra hỏi han hoặc là xem khỏe không như thế nào đấy là cảm thấy là vui. Ở mỗi buổi sáng ấy thì các con dậy thì các con cười, các con ôm hôn bố mẹ ấy, là thật ra lúc đấy là anh gần như mọi mệt trong một ngày khi qua một đêm rồi anh cảm thấy là rất là tiêu tan hết mọi buồn phiền rồi. Từ trong thâm tâm mình đã yêu cái nghề chữa cháy này rồi. Thế nên là mỗi ngày mình sẽ cố gắng làm sao mà hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao. Cái đấy là trong thâm tâm mình yêu nghề. Như cô là cô có hai con, một trai một gái. Vui cô cũng tâm sự với hai em mà buồn cô cũng tâm sự với em. Nhìn thấy hai em là cô quên hết mệt mỏi, kể cả khổ bao nhiêu cô cũng chịu đựng được. Ai đó có thể là người truyền cảm hứng của bạn, và bạn cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng của những người xung quanh. Tiêu điểm đầu tiên của năm 2017 sắp khép lại, nhưng vẫn còn một chiếc phong bì đề cử chưa được mở ra. Vâng, đề cử cuối cùng. Nhân vật triển vọng của năm 2017. Bạn nghĩ đó là ai? Xin được bật mí, đó là một người rất đặc biệt. Em là một cô gái hài hước và vui vẻ thì đối với em đấy là việc như thế là truyền cảm hứng đến cho những người xung quanh em rồi. Thứ nhất là cái nghệ thuật của mình thích nghệ thuật, mình đam mê trẻ con nên mình trẻ con là niềm vui cho mình, tạo cho mình động lực mình làm cái này. Mình cảm thấy rất vui khi mỗi đứa trẻ lại nhận được món quà của mình.
đã gọi là người đàn hát thì bao giờ cũng muốn để người khác được nghe, được hưởng thụ và bình phẩm mình. Bác rất tự tin là mình là người đã truyền cảm hứng cho mọi người. Tôi sẽ là người truyền cảm hứng cho bạn bè và người thân của tôi. Em tự tin là em người truyền cảm hứng cho mọi người ạ. Chúng tôi tự tin mình là người truyền cảm hứng. Happy New Year! Vâng, nhân vật triển vọng truyền cảm hứng của năm mới 2017 không ai khác, chính là bạn. Bạn tạo ra nguồn năng lượng tích cực cho chính bản thân mình. Cũng chính bạn sẽ tạo ra cảm hứng sống cho những người xung quanh nữa. Cùng với quý vị, tôi cũng sẽ cố gắng để thực hiện điều đó ngay từ hôm nay, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.